Ứng cử viên Tổng thống của Đảng Cộng hòa Mỹ, ông Donald Trump, tuyên bố sẽ không tham gia tranh luận lần hai với đối thủ Đảng Dân Chủ, Phó Tổng thống Kamala Harris. Tuyên bố trên được đưa ra chỉ sau một ngày khi chiến dịch tranh cử của bà Harris kêu gọi tổ chức thêm tranh luận khác sau sự kiện tranh luận hôm ngày 10 tháng 9. Trong một tuyên bố, cựu Tổng thống Donald Trump khẳng định chỉ có người thua mới muốn đấu lại. Ông cho rằng bà Kamala Harris nên tập trung vào những gì nên làm trong khoảng thời gian gần 4 năm qua. Trong khi đó, chiến dịch tranh cử của bà Harris bày tỏ nghi ngờ về tuyên bố của ông Trump, cho rằng ứng cử viên Đảng Cộng hòa thay đổi lập trường của mình mỗi ngày. Mọi cuộc thăm dò lớn về buổi tranh luận giữa ông Trump và bà Harris hôm 10 tháng 9 đều cho thấy ứng cử viên Đảng Dân Chủ thắng thế trong cuộc đối đầu có hơn 67 triệu người theo dõi. Nhiều cử tri được hỏi đều cho rằng bà Harris vượt trội hơn ông Trump trong các màn đối đáp. Tuy nhiên, cựu ứng cử viên độc lập Robert Kennedy, người tuyên bố ủng hộ ông Trump sau khi dừng tranh cử, nói với Fox News rằng ông Trump đã thắng tranh luận về mặt nội dung, trong khi bà Harris thắng về cách trình bày, sự trau chuốt, cách tổ chức và chuẩn bị.